Thế thì vấn đề đây là gì? Vấn đề đây cũng có người nói với tôi là chuyển hóa chất là chuyển hóa chết. Nói một câu, chính người ở chợ phó giáo sư tiến sĩ nói nói với tôi chuyển hóa chất là chuyển hóa chết. Trong chuyên bộ tục lời của bà phải không? Vừa rồi ở Mỹ có một bác sĩ tên là Kelly, sau 60 năm hành nghề, bây giờ ông về hưu, ông có kết luận những bệnh nhân ung thư chết không phải vì bệnh ung thư mà chết vì chemotherapy xạ trị. Thế thì đấy là nói ra thì nhiều, nếu có gì không đúng thì xin anh lượng thứ. Còn lại là bệnh nhân ung thư mà qua tay tôi ấy, thì sống được 99 người, còn chết 99 người, sống được có một. Sâu sắc. Thế thì tiếp theo chương trình có thể nghĩ đến anh Vinh, cũng là một người gọi là rất là chuyên sâu vào những vấn đề này. Hôm nay thì được gặp các bác anh các chị là có thể coi là những chiến sĩ dũng cảm chống ung thư. Tôi thì cũng đã làm chủ nhiệm khoa máu ung thư 40 năm. Bệnh nhân ung thư thì nhiều lắm và cũng đủ cách, hàng ngày đều phải suy nghĩ để kéo dài đời sống cho bệnh nhân ung thư từ trẻ cho đến già. Hóa chất dùng rồi, phẫu thuật dùng rồi, xạ trị dùng rồi, đông dược cũng dùng rồi, tức là từ dược liệu. Là vì sao? Là mình đương xoay mà. Xoay để làm thế nào để cứu người ta. Thế thì cũng nói thật là thế này, tất cả các bệnh viện trong quân đội mà các khoa ung thư đều do tôi thành lập, từ 300, 308, 700 cho anh Đạt đặt chứng minh đấy. Thế và các cái tài liệu về ung thư, tức là về hóa chất điều trị ung thư thì càng ngày càng nhiều loại mới. Hiện nay rất nhiều loại mới, nhưng cuối cùng thì vẫn bế tắc. Xạ trị với vừa rồi đây này là xạ trị, nghĩa là đích cao hơn nữa rồi, cũng rất là hay, nhưng rồi cũng chưa thấy đường đi. Vừa rồi cái giải thưởng Nobel đối với hai nhà khoa học ấy cũng mở ra một hướng, nhưng rồi nó sẽ đi đến đâu cũng chưa thấy rõ. Tóm lại là bệnh nhân ung thư mà qua tay tôi ấy, thì sống được 99 người, còn chết 99 người, sống được có một. Bây giờ có thể kết luận là như thế. Thế thì vì sao? Tại sao mà những trường hợp kia tử vong, tức là mình kéo dài không được? Tại sao cái lại trường hợp sống? Câu hỏi đặt ra là cơ chế như thế nào? Đây bạn tôi từ hồi phổ thông đây cũng rất say về ung thư, anh bạn có cái ca đấy được đúng không? Tức là từ dược liệu. Cho tóm lại là tất cả là vấn đề. Cho nên câu hỏi ta đặt ra là này, cơ chế cái ung thư hiện nay chưa rõ, chưa biết, cho nên ta cứ lúng túng. Nhiều khi tôi tự hỏi là tại sao cái trường hợp này, tôi nói chung có những bệnh nhân ung thư coi như khỏi. Bố tôi cũng bị ung thư hoàng hậu từ năm 49 tuổi, 76 tuổi ông mới mau có chết vì ung thư đâu. Ông nằm viện ca rồi đấy, cũng sinh tiết cũng đủ thứ. Tôi tóm lại, thế tại sao ông sống? Tóm lại thì nhiều vấn đề. Cho nên bây giờ rút ra một câu ấy, mà bây giờ các bạn ở đây đã rồi, cơ chế gây ung thư là gì? Hay trả lời được câu ấy. Chứ bây giờ công nghệ gen, hồi tôi ở Tây Đức thì u đến anh hợp này, anh chọc anh xem tế bào thì cái ông nhiễm sắc thể, ông làm thì lại gãy nhiễm sắc thể. Ông nhiễm sắc thể thì ông bảo là tôi có thể đoán được anh này là 3-4 năm sau bị ung thư gì. Đoán được vì cái mỗi loại ung thư gãy đặc điểm của mỗi nhập thể. Rồi cuối cùng đến cái ông gen thì tôi mới bảo là bây giờ này, cái u này thì tất nhiên là ở trong này ADN đều bị biến đổi, cái gen biến đổi chứ làm sao không biến đổi được, mà không biến đổi sao thành cái u được. Cho nên công nghệ gen, thế thì bây giờ ta lại có cơ chế là gen kích thích ung thư, gen ức chế ung thư. Thế nhưng mà gen ấy thì ai kích thích và ai ức chế? Thì tôi thấy là chúng ta cần phải nói như là đồng ý ta là có âm thì có dương. Con người ta cũng vậy, có một chất thì có khoảng cách chống lại. Thí dụ tôi hồi tôi nghiên cứu đồng máu, muốn cầm được máu phải có thrombin để
để tạo ra fibrinogen thì mới cầm được. Thế nhưng bên cạnh nó thì lại có thằng antithrombin. Bởi vì cái thằng thrombin phát triển mạnh mà không có cái thằng kia ức chế lại thì tắc hết mạch máu. Mình cứ nằm đông nhìn tắc hết. Cho nên cái hội chứng đông máu rải rác lòng mạch cách đến 40 năm hoa chứ. Bây giờ người ta mới biết tại sao. Trước cứ chảy máu là cho vitamin K rồi các tất cả các thứ cầm máu chết hết. Thế bây giờ ta lại cho heparin tức là chống lại thì lại xấu. Nhất là các trường hợp băng huyết, hay trường hợp mà sốt xuất huyết hiện nay. Thế nên nha, câu hỏi chúng ta đặt ra có lẽ xin nghĩ tiếp là tìm ra cái cơ chế ung thư thì tôi cho rằng đó có yếu tố kích thích. Thì có dụ ung thư máu có người báo là bệnh bạch cầu cấp, tức là bệnh ngó trắng cấp, phần lớn là thanh niên trẻ khỏe, chứ người già cũng bị nhưng ít lắm. Người già cùng lắm là bệnh bạch cầu mãn mà nhỉ, chứ ít khi mà là bạch cầu cấp. Mà những bệnh nhân mà tử vong qua tay tôi đều là những thanh niên trẻ khỏe và đẹp trai nữa. Thế tại sao? Thì tôi nghĩ rằng chắc có một cái cơ chế phản ứng. Bây giờ mình bị nhiễm trùng thì bạch cầu phải tăng, đó. Có thể lên 20.000, 30.000 để nó chống lại con vi trùng chứ. Nhưng mà lên cho hàng trăm nghìn thì thành máu trắng rồi. Như vậy có phải có cái thằng ức chế lại, tức là cho phép anh ấy tăng đến đấy thôi. Còn đến đấy anh dừng, chứ anh cứ huy động mãi thì ra cả tế bào non đi, non thành bạch máu trắng như còn gì nữa. Cho nên phải có một thằng ức chế lại. Thì nếu hai cái thằng này không cân bằng, tức thằng ức chế bị yếu đi, thì cái thằng này tha hồ anh hoài và nó chạy lung tung cả. Cho nên bây giờ hướng là nghĩ cho ra cái cơ chế thì tìm hướng mới đúng. Và tất cả các cái loại mà nói thực rất nhiều, các cái dược liệu mà các nhà khoa học cũng như những nhà đông y đều mang đến là chữa được ung thư, nhưng cuối cùng tôi thử xong lại cũng thất bại luôn, chứ không đơn giản. Cho nên tôi nói là thế này, hiện nay hướng của tôi này, bây giờ mình nghĩ sao, nghiên cứu cái thằng nào là thằng kích thích, yếu tố nào là kích thích, cũng bên đông máu nó có yếu tố kích thích, yếu tố tới kích thích để mà cầm máu thì muôn vàn yếu tố kích thích trong mỗi một, cũng bên ung thư kích thích thì cũng muôn vàn yếu tố sẽ kích thích tế bào phát triển để nó chống lại cái bất thường của môi trường, chứ không phải chỉ có độc học hóa chất gì suốt ngày là cứ hóa chất là đổ cho ung thư. Thế tại sao đổ ung thư do hóa chất, cứ côn trùng ông dùng hóa chất ông điều trị, tức là ông làm độc thêm chứ gì. Cho nên đấy là một vấn đề mà phải đặt ra. Thế thì trong thường thường á, về Tây ý thì khi mà đã tìm ra được ấy, thì nó thí dụ như là dùng heparin là hay gây chảy máu, nhưng một đông y của mình thì lại cân bằng, tức là nó bao giờ các cụ đông y ta nó không bao giờ tả cả, nó không bao giờ hữu cả, nó một cái sự cân bằng, cho nên ít hay tả biến. Cho nên hiện nay tôi cũng đương thử một bệnh, bây giờ bệnh nhân ung thư đến với tôi không khuyên dùng hóa chất đâu. Mặc dù hóa chất là qua tay tôi không biết bao mấy chục năm rồi, tôi chứng kiến quá nhiều rồi. Xạ trị tôi cũng không khuyên, mà tôi khuyên là biệt dược liệu. Nhưng cái bí của tôi là bây giờ cái dược liệu cái gì đấy, nào nano cocomin rồi nào bú thứ trăm bà tặng, thế chọn cái gì là đúng. Thì phải nói rằng là mình cũng đừng đi mỏ, mà có lẽ chúng ta ở đây cũng phải đi tìm hiểu xem đó là cái gì thì mới tìm ra được và mới điều trị được ung thư. Chứ nếu không thì chúng ta nói thôi vẫn thất bại. Hiện nay tôi có theo dõi một loạt bệnh nhân dùng dược liệu thì bây giờ vẫn như là anh ba nói, tìm những cái chất chống oxy hóa, nhưng tôi nghĩ chưa hẳn đúng đâu. Cho nên mình dùng nano cocomin rồi dùng bộ công anh rồi dùng đủ thứ là bà rằng, nhưng mà cũng phải nói rằng bệnh nhân có tốt chỉ biết thế thôi, nhưng là chất gì thì vẫn chưa tìm ra được. Chất gì thì có những bệnh nhân là cắt mổ rồi, tất cả 100% bác sĩ là chỉ định hóa chất, về bảo bác ơi bây giờ thế nào, bảo cháu mà dùng hóa chất
thì cháu thôi việc đi. Cháu không đủ sức để mà làm việc nữa đâu. 4 năm là rồi, chả dùng hóa chất gì cả. Dùng thông thường thôi, ví dụ như là nano cocumin, ví dụ như là bồ công anh. Chứ tôi cũng chả biết tìm ra cái gì là đúng. Thế mà giờ 4 năm rất khỏe. Và rất nhiều bệnh nhân như vậy. Thế thì mình mới bảo thôi, thế thì bây giờ mình chọn cái đường này đỡ chết hơn cái đường kia. Thế thôi. Chứ thực chất ra tôi đề nghị chúng ta cũng suy nghĩ xem cái cơ chế. Nghiên cứu nhớ là các nhà sinh học xem là cái cân bằng kích chế tế bào là yếu tố gì, và yếu tố gì nó ức chế lại, rồi ta tìm từ nguồn dược liệu mà có những cái yếu tố đó để ta trị thì nó tốt hơn. Như vậy tức là gì, trong con người ta cái gì như thế, đã có cái chất này thì cũng có cái chất chống lại để giữ một sự cân bằng. Và con người giữ được cân bằng thì sống lâu hơn, bất cứ không phải chịu ung thư tất cả các bệnh. Cho nên là dạ, bảo thiền cũng tốt, chứ như thiền là người ta cũng cố đưa về sự trạng thái cân bằng. Rồi bây giờ là pháp vân công cũng được. Nó tóm lại và cũng như anh Hường nói, lo nhiều thì chóng chết, thì thả băng đừng lo nữa. Nhưng đấy cũng mới là cái lý luận của ta. Ta chưa tìm được cái cơ chế chính. Cho nên tôi nghĩ là nếu tìm được cơ chế chính, chắc chắn là được khỏi. Và tôi vẫn giảng nó trên giảng đường của Học viện Quân y, nói với các họ sau này bệnh ung thư sẽ khỏi được. Chẳng qua bây giờ ta chưa biết, và các cháu cố học đi để sau này mình sẽ khỏi, nhất định khỏi. Vì khi tìm ra mất được cân bằng là mình xử lý. Cũng như ngày xưa chúng tôi xử trí đông máu đại tác trong là bằng 100% là thất bại. Bây giờ 100% là thành công và bằng dược liệu. Chúng tôi không dùng tây y nữa. Đấy thì cũng xin là có một số ý kiến. Vâng, hết sức là hoan nghênh.